Đây là nhà của tụi mật báo sao? Cây cầu móng quá sang trọng, cái giọng quá xá bự luôn. Ở đây nhìn thấy các loại xe chạy, còn bên này hóng đựng mấy chim yến bay nữa kìa. Ô sao cái sân nó bự đâu có thua gì nhà tao đâu. Coi mấy hàng cây kìa, trồng thẳng tắp, không có lu bu như triều đại nhà tao luôn. Tự nhiên ăn cơm nhớ ông ngoại quá, ông thôi mình viết thư mời ông ngoại qua chơi được không anh hai lé? Mày lộn rồi, tụi mình phải kêu ông ngoại là ông Sơ mới đúng nghe gấu gái. Quên ông Sơ, tại tao kêu thêm mấy thằng mèo á. Vậy mình lấy lá cây viết thư rủ ông ngoại qua chơi đi. Nhưng thằng Út có vẻ như nó không chịu. Tụi bay nghĩ sao vậy? Cái miệng ông ngoại ông nghiệp dữ lắm, ông chửi sùm mày kêu qua đây chửi sùm cái nhà sao mình giỡn được. Thế là ba thằng biểu quyết với nhau. Hai thằng một con. Và cuối cùng thằng Út thua cuộc tại vì Út con mình mà hai đứa đồng ý cho ông ngoại qua chơi. Và một cú điện thoại tài xế tới tận nhà, lái xe tới chỗ ông ngoại. Cái gì? Tao đang bận cỏ, gã nó gọi đầu đi chơi. Chắc nhà tụi nó đang thiếu người làm vườn đây. Thôi được, tao sẽ qua giúp tụi nó cởi áo ra dòng coi. Giờ khủng nhau chừng nhà nha. Tao đi làm ô xin, không, tao đi qua thăm cháu tao một chút. Thay cái áo cho lịch sự coi. Không biết cuộc sống thôn quê của ba con mật báo sẽ như thế nào, chắc cơ hàng lắm đây. Ủa, thằng nào nó chở tao đâu mất tiêu. Ê, tao ghét chờ đợi lắm nha, nhanh. Mày tăng tốc lên mà chưa ăn cơm à, sao chạy như con rùa vậy? Tao sẽ nói với ba con mật báo trừ tiền công của thằng chạy gáp này. Đã tới khu vực nhiễu chó, mời quý khách thắt dây an toàn để tránh bị ma chó rượt. Bởi hôm nay là gầm tháng 7. Đưa tao tới đây làm gì? Triều đại tao có nguyên cái miễu mèo linh thiêng, cần gì coi miễu chó? Không có coi hết trơn, đi tít. Thứ gì đâu tài lành, tao không tham quan cũng chắc tao đi coi. Xin mời quý khách thắt dây an toàn lần thứ hai vì chúng ta chuẩn bị bay lên. Vậy nó gì trời, sống ở ruộng mà làm thế gớm vậy? Hãy cố gắng giữ chặt vị trí của quý khách. Vì đây là loại xe mới phát minh của ba con mật báo, nó có thể bay vô tới nóc nhà mà không cần xe trung chuyển. Anh hai, chị ba rất là mừng vui khi gặp được ông ngoại của mình. Còn ông ngoại thì lại khác. Cốt nhà. Mừng vừa vừa phải phải, bất bất ố về lại. Tao nói đủ rồi. Không lẽ mới bước vô đây mà tao giả mặt mày thì kỳ quá hả con gấu gái? Lại thằng hay lé này nữa. Út chó không giống hai anh chị của nó, nhìn thấy mèo không có mừng. Nhưng mà nó đợi cơ hội. Hai đứa này mà chửi con khế hay gượt con khế thì nó sẽ hùa theo. Coi như chỉ có thằng anh hai với con chị ba là thân thiện với mèo. Út chó là không hề. Nó toàn kiếm đường phá hay là quậy hay gượt người ta không. Và cũng một câu hát của khế thúi, sức chịu đựng của mèo có giới thiệu. Và gấu lé đã ăn một cú Như Lai thần chưởng. Thấy ông ngoại ông Sơ bị dướng cọng dài dài dài, gấu lé muốn kéo ra giùm ông Sơ mà thằng Út để tao kéo cho. Trời ơi, nó kéo cách rất là mất dạy, nó gịch gịch, nó kéo con khế ra ngoài. Cái thằng này tôi nói vẫn là câu cũ, không dạy dỗ nữa sẽ rất là mất dạy. Khế kiểu, mày thấy chưa? Mày thấy ba con báo nó làm gì tao chưa? Út này siêu nhát, siêu hèn và siêu mắc dạy và khá thông minh. Nó biết cọng dây này càng kéo con khế sẽ bị chạy theo nó. Còn anh hai lé không có dám nằm kế bên mắt cái đuôi. Chị ba cũng vậy. Hai đứa này không có dở trò mắc dạy, nhưng anh hai cứ sắp sát lại hoài. Mày có tin tao bẻ cổ mày không thằng hai lé? Còn chị ba có nhìn thấy cái gì chưa? Mày coi chừng sẽ giống nó. Sau một cú nhấn đầu như trời giáng, anh hai lé đã ngoan ngoãn hẳn gà. Ông Sơ đi đâu mấy đứa nhỏ theo đó. Chị ba tốt nhất cầm cọng dây theo ông ngoại mà thằng Út chơi mất dạy. Giật cọng dây bị tụi tán cái bóp, trả lại cọng dây liền. Lúc này chị ba cầm cọng dây, thôi để con cột vô đây cho ông ngoại chứ tụi nó kéo ông ngoại hoài. Không ngờ nhà của ba con mật báo là có view của biệt thự, bên hông giáp sông, phía bên này giáp nhà yến, phía sau giáp cánh đồng, phía trước giáp mặt lộ xe chạy qua lại. Tao thấy rồi, cách một con sông là tới triều đại khế thúi của tao kìa. Ba con mật báo bắt đầu ngoan ngoãn hơn hẳn khi được ông ngoại khế thúi tặng cho ba món quà, đó là ba cú tát như trời giáng. Lúc này ông ngoại khế thúi không muốn ở trong nhà, muốn đi vòng vòng sân. Chà, cái sân này bự hơn triều đại khế thúi nha. Rồi tụi này sướng à, bắt côn trùng đã đời luôn. Còn bên triều đại của tao, con sen nó lót gạch toàn bộ, không có chừa miếng đất nào. Tại sợ mấy con mèo nó bươi rồi nó ỉa nó đá vô, nguyên cái cây bự sẽ bị chết bất cứ lúc nào. Thế là nó không thèm trồng một cây nào hết. Cái cây dừa này hồi xưa triều đại tao cũng có, mà nó ngấm mất tiêu rồi. Wow, cái cây này bự quá mà đất cũng nhiều nữa nè. Gặp mấy mèo nhà tao nó bươi chắc đầy sân quá. Chàng ơi, ở trên cái tán cây kìa, mấy con quả con chim bay lên ha. Mấy con mèo của tao leo lên bắt đã đời luôn. Mà rất tiếc triều đại không có cho trồng mấy cái cây này, tại sợ sát sanh. Gặp ở nhà tao mà không sợ sát sanh đủ thứ trò để chơi. Ví dụ đem cá về cho mèo dọc, đem cua về, hay là trồng cây để cho chim bu tới cho mèo bắt nè. Mà mấy cái hành động này có thể có will, mà vì mấy cái will mà làm những cái chuyện thất đức hại con này con kia cũng không có hậu chút nào. Như triều đại khế thúi tụi tao là tạm ổn mà vẫn còn sát sanh. Trời ơi, ông Sơ ông giảng đạo cái gì linh tinh hết trơn vậy? Kêu ông vô đây chơi coi. Gửi thư mời ông qua chơi tụi mình mà ông tỏ ngoài sân không, còn tụi mình đi nhốt. Tao đang giảng đạo tụi bay nghe, tụi bay bớt nghiệp lại đó. Từng bước chân của tao đi cũng đạp chúng con kiến con bồ hông. Muốn không sát sanh là chuyện cực kỳ khó. Mình đi mình thở thôi là cũng sát sanh rồi, tại vì mình hít vô biết nhiêu vi khuẩn nó vô người của mình rồi mình ăn chúng nó. Nói chung gắng làm thiện thôi chứ không có tránh khỏi sát sanh đâu. Trời ơi, cái nhà có cái hẻm nữa hả? Ê, tao nhắc cái nhà này ngày xưa tao từng tới đây xông đất cho 7 con chó. Giờ chỉ còn một cái nhà thôi à. 7 con chó con, giờ chỉ còn một con duy nhất còn sống là con bò vàng. Nó tụi bay là có phước hơn tụi nó rất là nhiều. Mà cái thời của 7 con chó đâu có nhà sang cửa rộng như vậy đâu, chỉ có hai cái nhà xung quanh đất toàn là cát không à. Vậy tao nói số 3 con báo tụi mày rất là sướng, sướng hơn người ta rất là nhiều, còn không biết trân trọng nữa, hình như hàng xóm chửi lộn hay gì ta.
À không phải, hai ba chiếc xe đang chuẩn bị đua với nhau. Công nhận ở đây dễ gây nghiệp lắm nha. Nhìn thấy tất cả mọi thứ. Ở triều đại cái thúi tao chửi thì nghe tiếng giang, còn ở đây chửi không nghe gì chứ. Tại đất đây quá trời rộng, âm thanh nó bị lõm đi. Thử tao kêu nghe cái gì nhiều đâu. Có gì cái chỗ này chỉ nên tĩnh tâm chứ không có chửi nhiều được. Như triều đại cái thúi tao chửi như cái lo phát thanh. Còn ngoài này quá rộng đi. Tụi mày có giỡn sùm tao nghe cũng không có rõ. Nhưng mà cái tiếng tụi bay càng ngày càng lớn, tao thấy hơi bị điếc tai quá nha. Sàng, chuyện nào cho tao về vậy? Âm thanh tụi nó thấy ghê quá, tao nghe không có quen. Tao đang phương ẩm mày qua dàn xếp đám đông coi. Chừng nó nhìn thấy mày nghĩ giỡn. Đi qua nha. Đúng, tụi nó không còn giỡn nhau nữa mà chuyển sang gượt khế. Kỳ này khế thông minh hơn rồi. Ở ngoài trước rộng rãi thoải mái, tại sao không ở mà vô đây hửi cái mùi xà mâu làm cái gì? Biết gì không cho ra sân nữa. Nó ra sân được một lần, nó sẽ biết đường nó phóng. Đó, đó, đó. Ôm người ta, liếm, không có dám cạp khế thúi. Mà mình liếm cái kiểu mà nó mừng mừng quá lố. Kiểu như mấy con chó nó phóng lên nó mừng mình á. Nó liếm tay, liếm chân mà nó quào quào rất là khó chịu. Mà con khế càng ngày càng lùn, không tiêu. Thôi xong rồi khế ơi, hết mèo idol mày tới được chó. Rõ ràng anh hai chị ba rất là thích con khế. Nó liếm con khế mà liếm cái miệng con khế luôn. Như nó, cái miệng khế thơm lắm hay sao quá trời. Thằng Út thì không hẳn đâu. Nó canh canh mấy đứa này mà nạt con khế nó nạt theo, gượt khế là gượt theo. Ánh mắt của khế rất là trầm tĩnh và lạnh lùng. Đây cái màn để dành tối nay không bị mũi chích nè. Che bên hông mấy cửa sổ để bộ hông với mũi nó không có bay vô. Thôi xà mau thêm nữa báo. Lúc này con gấu vàng nó kêu nó sủa, khế bắt đầu gừ gừ nha. Cho gặp chó con nó không có gừ nha. Rồi rồi, chuẩn bị ẩm khế thúi qua bên gấu vàng chơi. Chị bà thấy khế nhìn lâu lâu là chạy là ôm hung. Coi coi nó hung khế thúi. Thấy không? Hậu giá hoàng thượng. Nó thấy người lại là phóng vậy, kiểu như ê mày thấy con chó làm gì tao không. Nhưng nó không muốn nhảy ra, nó cố tình phóng vậy, nó nhữ nhữ con chó. Nhìn cái đuôi nó nhõng lên là biết rồi. Nếu như một con mèo mà đứng trước đám đông hay là ở chỗ nào á, mà người ta nói con mèo đó không sợ, mọi người phải nhìn vô cái đuôi của nó nha. Nó nhõng lên là nó không sợ, nó cụp xuống là nó rất là sợ hãi. Khế không sợ cho con. Nhiều khi nó muốn giỡn, nó phóng lên nó chọc chọc cho con coi mày có bắt được tao hay không. Thôi lúc này tối rồi, chuẩn bị đưa khế đi về. Và thử lại nữa nè, để khế xuống đất. Thôi cái đuôi nhõng nhõng rồi phóng lên. Lúc này muốn đi về thiệt rồi. Hơi sức giỡn tụi bay đã đủ rồi. Tao không có dư hơi thừa năng lượng giống tụi mày đâu, thằng Út mất dạy nữa nè. Thôi ăn giả nữa. Thôi hoàng thượng hồi cung đây. Nói chung cái thằng này nó hảo con nít lắm. Nó cũng khoái lại gần chó con. Lúc đầu nó kỵ cái mùi xà mau. Mà tắm cho chó con xong rồi, con chó con nó lầy quá, lấy cái móng tay nó quào lên đầu thằng này, để nó liếm vô cái mỏ thằng này. Hồi xưa tới giờ toàn là nó liếm người ta không, không ai dám đưa cái mỏ vô liếm cái mỏ của nó. Chuyện quách què thôi. Mà chó con bạo dạn quá là nó hơi sợ hãi. Chứ rõ ràng nó gặp chó con nó cũng muốn giỡn người ta. Vừa giỡn mà cái miệng nó nghiệp thôi. Giả bộ chữa chữa cho có, thật sự nó rất là khoái. Nó mà không khoái hả, là nó sẽ cái đuôi nó cụp xuống nha bà con. Mọi người cứ để ý. Có nhiều người nói con mèo của mình nó không sợ này nọ, mà chưa hẳn. Hãy nhìn vào cái đuôi và cái lỗ tai. Nếu khế gặp cho con cái tai của khế vậy nè. À, là sợ nha. Còn cái tai bình thường là nô. Nhìn vào con mèo phán đó. Chị này. Thôi, chia tay. Sao vậy? Kêu mày giữ nhà. Sao vậy hả? Thấy cái mặt của mày kinh kênh vậy? Người ta kêu mày giữ nhà là giữ gìn cho nhà cửa, không có cho trộm cướp hè, giữ cho sạch sẽ ngăn nắp, không cho con nào quấn lộn. Chứ phải mày làm giữ ở trong nhà. Nghe rồi. Nhưng dần kêu nó giữ nhà nó hiểu lầm lắm. Coi coi thì thiệt ngầu. Ồ đó đó. Về nhà gặp mèo liếm. Mà chó rất muốn mày liếm cho nó. Mày né tránh. Chứ gặp chó nhào nhào lại nó mừng á. Mà nó giận ra vẻ.